Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thay mặt toàn thể đại chúng thành tâm cảm niệm công đức là cư sĩ Diệu Âm. Kính thưa các cha các má cùng toàn thể chư vị liên hiệu đồng tu pháp môn niệm Phật hộ niệm. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta được lan tỏa rất rộng rãi và rất là lợi lạc cho rất nhiều gia đình có cơ duyên gặp được pháp môn niệm Phật hộ niệm. Đã tiện đưa rất nhiều người được bản sanh Tây Phương Cực Lạc, để lại thoại tướng bất khả tư nghị. Nhưng bên cạnh đó, cũng còn rất nhiều gia đình chưa có cơ duyên gặp được pháp môn niệm Phật hộ niệm. Có gia đình mới được biết đến và cầu mong pháp hộ niệm. Nhưng khi chia sẻ về những quy tắc của pháp môn hộ niệm, thì gia đình nói rằng gia đình không có thời gian để làm những điều này. Nghe qua chúng ta mới thấy rằng thật sự hàng tuần các cha các má cùng chúng con tham gia vào những buổi Zoom trực tuyến được nghe là cư sĩ Diệu Âm giảng dạy pháp hộ niệm. Thật sự là chúng ta quá là phước phần, quá là may mắn. Vì trên đường tu tập chắc chắn rằng hàng phàm phu như chúng con đây luôn luôn sơ xuất, luôn luôn có những khuyết điểm. Nhưng nếu không có người chỉ điểm hàng ngày hàng tuần, hoặc là không có những bài khai thị, những tọa đàm của lạc quý sĩ Diệu Âm, thì hàng ngày hàng giờ chúng con cũng trôi lăn theo những cái tạp khí của thế gian. Rồi có những người cũng có nghiên cứu nhưng lại lơ là. Mặc dù có tham gia nghiên cứu hộ niệm, nhưng sự lơ là của chúng ta không thiết thực, không thực tâm, thì chính là chúng ta đã đánh đổi không thật lòng với chính huệ mạng của chính mình. Lơ là huệ mạng của mình cũng chính là mình đánh đổi cái huệ mạng của mình vào con đường đọa lạc. Cha má ơi, kính mong cha má cùng chư vị thiên hữu đồng tu chúng ta luôn luôn trân quý những giây phút, những thời gian là cái sự Diệu Âm giảng giải về pháp hộ niệm, những lời khai thị, những lời động viên nó rất là thiết thực. Những lời này có thể giúp đỡ cho chúng ta trong những giây phút cuối cùng. Với tấm lòng, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện bản sanh của cha má, chúng con hy vọng rằng hết đời này ai ai cũng được bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bước vào phần 2 là phần khai thị. Hôm nay ban tổ chức chúng con có nhận được 2 trường hợp khai thị, nhưng một trường hợp đã không tham gia được và xin hoãn lại. Chỉ còn một trường hợp, đó là camera Thạch Thị Vân, 58 tuổi. Kính xin gia đình chuẩn bị âm thanh cũng như camera của mình. Gia đình ráng cố gắng và người bệnh cố gắng thành tâm lắng nghe những lời khai thị từ lão cư sĩ Diệu Âm để giúp cho người bệnh được cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và qua đây chúng con cũng cung kính cung thỉnh các cha các má cùng chư vị liên hiệu đồng tu, qua cơ hội này chúng ta cũng thành tâm lắng nghe khi lão cư sĩ khai thị cho người bệnh, cũng chính là khai thị cho chính mỗi chúng ta. Vì hàng phàm phu chúng ta đời này ai ai cũng sẽ vướng nạn, ai ai cũng sẽ bệnh khổ trong cuối đời trước khi mình lâm chung. Kính mong tất cả các cha các má cùng chúng con trân quý và lắng nghe ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Và xin ban tổ chức chuyển đến cho camera Thạch Thị Vân, 58 tuổi. Con xin phép được đọc thông tin ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Thầy Diệu Âm từ bi khai thị cho vợ con là Phật tử Thạch Thị Vân, 58 tuổi. Vợ con bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ trả về đến đây được 1 năm. 1 tháng nay vợ con bị nặng nhất. Vợ con có niệm Phật A Di Đà phát nguyện vãng sanh. Từ lúc phát bệnh, vợ con không sợ chết nhưng sợ đau, còn tham tiếc cái thân này. Vợ con không tham tiếc tài sản, tất cả tài sản đều giao lại cho cả chồng và con hết rồi. Lúc chưa bệnh còn giận chồng, nay không còn giận nữa. Vợ con còn thương một đứa cháu ngoài đi xa chưa về. Vợ con rất trông đứa cháu về nhưng chưa về được. Vợ con có phá thai 4 lần. Gia đình con có 5 người con gồm 4 gái 1 trai. Tất cả rất ủng hộ việc niệm Phật
cầu vãng sanh của vợ. Gia đình con có mời ban hộ niệm và nghe theo lời của ban hộ niệm. Xin Thầy từ bi khai thị cho vợ con vững vàng niềm tin, buông xả hết tất cả để niệm Phật A-di-đà. Con cũng xin Thầy điều dạy với chư vị trong pháp giới hữu duyên với vợ con, đặc biệt là các thai nhi bị phá, để vợ con có phước phần vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc khi hết báo thân này. Con xin thành tâm tri ân Thầy Diệu Âm và tất cả các chư vị đồng tu trên toàn thế giới. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chị Vân đang ngồi với ông xã phải không? Đúng không? A Di Đà Phật. Quyết lòng vãng sanh không chị Vân? Quyết lòng không chị? Gia đình mình ủng hộ cho mẹ mình vãng sanh không chư vị? Quyết không chư vị? Đúng đấy. Chị Vân ơi, sanh tử vô thường, ai cũng phải có ngày ra đi. Nếu thực sự chị quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chị thấy rõ ràng rằng là con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là cả một sự giải thoát tuyệt vời, cả một cái ơn huệ lớn lao cho mình. Thì chị Vân ơi, đây chính là cơ hội quý báu vô cùng đang đến với chị đấy. Thế gian thường hay nói đắc thất năng truy quả phước. Người không hiểu đạo đối diện với bệnh ung thư sắp sửa chấm dứt thân mạng này, họ buồn, họ lo, họ sợ, họ khủng hoảng từng ngày. Còn nếu chị Vân mà ngộ ra con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mới thấy cái thời gian chấm dứt cái thân mạng khổ đau này càng sớm chừng nào, chị sẽ được giải thoát càng sớm chừng đó. Cảnh khổ của thế gian càng chấm dứt sớm chừng đó, và cảnh an lạc của một vị Bồ Tát càng đến với chị càng sớm. Chị vẫn ở đây là một cơ hội mà những người ngộ đạo họ trông chờ từng giờ từng phút. Tình thật phải nói với chị Vân nhé, tôi là Diệu Âm đây, tôi thèm muốn được vãng sanh càng sớm càng tốt. Chính có nhiều lần tôi nói rõ ràng, nếu mà tôi có bệnh ung thư tôi sẽ thông báo khắp mọi nơi, và tôi thông báo cái tin mừng là tôi bị ung thư, và cầu mong những người khắp nơi có duyên với tôi hãy thành tâm hộ niệm cho tôi đi, và luôn luôn ngày ngày cầu mong A Di Đà Phật đưa tôi về Tây Phương càng sớm càng tốt. Đây là lời thành thực đấy chị Vân. Thế mà tôi năm nay là 70 tuổi rồi, phải ngồi đây khang tiếng khang mồm để nói những lời này với chị, với tất cả mọi người, mà tôi vẫn chưa ra đi. Tức là coi chừng cái phước báu mà hướng được cái cảnh an vui cực lạc của tôi không bằng chị. Không biết nói tới đây chị vẫn có hiểu ý nghĩa của câu nói của tôi không? Người thực sự muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đi càng sớm càng tốt. Không biết những người ở trong cái chung quanh tôi nói vậy có đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Đúng thì giơ tay lên đây. Giơ mà giơ mạnh nhé. Xin chư vị toàn thể khắp nơi cùng giơ tay lên báo hiệu cho chị Vân biết. Thực sự đây là điều thực sự. Một người niệm Phật mong muốn ngày giờ vãng sanh, đúng không các bác ở chùa Phúc Đông? Giơ tay cho mạnh lên để chị Vân hiểu rằng là tất cả mọi người chúng ta đều thèm muốn cái giờ phút xả bỏ báo thân.
Mình là phàm phu, si xả bỏ bao tông. Xả bỏ bao tông bằng cách nào cũng được. Bằng cái bệnh Covid cũng được. Bằng cái bệnh ung thư cũng được. Bằng cái bệnh tiểu đường cũng được. Bằng cái nào, nghĩa là bác sĩ báo cho biết ngày giờ sắp đến rồi, là cái tin vui của mọi người chúng ta, có phải không chùa Phúc Đông? Có phải không chị Vân? Chị có tin tưởng như vậy không? Vẫn không? Hai tay giơ lên đi, còn chị giơ một tay. Đấy, bây giờ như vậy thì chị không sợ chết, cớ chi lại còn tiếc cái thân này? Tại sao cái thông tin đưa đến của chị nó hai cái câu nói nó mâu thuẫn với nhau vậy? Chị nói là chị không sợ chết, mà tại sao lại còn có cái tin là tôi còn tiếc cái thân này, còn lo cái thân này làm chi? Đúng không? Chị Vân ơi, ngộ ra đường đạo. Thân này còn sống ngày nào, mình phải lo niệm Phật ngày đó. Không những niệm Phật từng ngày, mà cái hiện tượng của chị, tình trạng của chị, phải niệm Phật từng giây một. Chị Vân có hứa với Diệu Âm là quyết lòng niệm Phật từng giây một, đừng bỏ giây phút nào không? Chịu không chị Vân? Nhớ nhé, hứa nắm chắc cái tay lại để hứa rằng là chị bắt đầu niệm Phật. Ăn cơm xong niệm Phật. Nằm trên giường còn thức còn niệm Phật. Nửa đêm thức dậy lúc nào hãy niệm A-di-đà Phật. Nhiều khi mình bệnh uống thuốc này thuốc nọ khó khăn. Càng khó khăn bây giờ mình lấy cái khó khăn đâu mà niệm Phật. Cả điều nhắc nhớ cho mình niệm Phật. Nếu mà chí thành niệm Phật như vậy thì hôm này xin chấp tay lại đánh lễ chị đây. Tại vì chị Thạch Thị Vân chuẩn bị đi làm Bồ Tát rồi, chị chuẩn bị liền cái thân tàn tả này rồi, chị chuẩn bị báo cáo cho mọi người biết là tôi chấm dứt cái nạn khổ đau này rồi, tôi đi hưởng an vui cực lạc. Chị Vân ơi, quyết lòng đi vãng sanh để thành Bồ Tát, hưởng tròn an vui cực lạc, vô tử vô sanh, từ bây giờ cho đến đời đời kiếp kiếp sau này, vẫn là một vị Bồ Tát, hưởng tròn cái hạnh phúc vô biên tràn trề để đi làm Phật luôn. Chịu không chị Vân? Nhớ không? Quyết lòng như vậy thì xin đề nghị với chị là giữ cái câu tôi không sợ mất thân mạng này. Tôi không thèm lo thân mạng được, mà lo cho gì? Lo cho cái huệ mạng của tôi, lo cho cái thần thức của tôi, lo cho cái chân tâm tự tánh chúng tôi phải ứng hiện. Tại cõi phàm phu tục tử ta bà này không cách nào ứng hiện được cái chân tâm tự tánh của mình đâu. Có nghĩa là mình vẫn còn là phàm phu, mình vẫn là bệnh, bệnh này bệnh nọ tiếp tục. Như vậy chỉ trở về Tây Phương cực lạc. Chị Vân ơi, chị tức khắc trở về chân tâm tự tánh. Cõi này là cõi ô trược, cõi Tây Phương cực lạc là cõi thanh tịnh trang nghiêm dành cho những vị Đại Bồ Tát chư Phật ngự trị. Ta về đó ở cùng chư Phật, ta về đó thành đạo với chư Phật, ta về đó đi cứu độ chúng thánh cùng với chúng Phật, đi khắp mười phương chứ không còn gì đến nước Việt Nam nữa. Xin chị Vân phải nhớ cho kỹ nhé. Bây giờ có những điểm mà chị cần phải cố gắng đây để mình thực hiện cho trọn vẹn con đường vãng sanh. Chị Vân nhé, thương một đứa cháu ngoại ở xa chưa về, trông cho nó về. Chị Vân ơi, kinh Phật dạy rõ lắm, thương con thương cháu hoàn toàn không có gì gọi là sai lệch, nhưng mà lại là sợi dây trói mình lại cõi ta bà, không cho mình đi về Tây Phương cực lạc đấy. Đối với thế gian, thương con thương cháu quyến luyến người thân hoàn toàn không có gì sai, nhưng thực sự nếu một người hiểu đạo rồi thì chị Vân ơi,
chỉ cần nhớ một đứa con, chỉ cần chờ một đứa con, thì chính cái sự chờ mong này làm cho chị quên mất con đường vãng sanh, lạc mất con đường vãng sanh, mà tiếp tục trói mình vào trong những cái tinh thần quyến thuộc của cõi ta bà vô thường này, tiếp tục chịu vô thường đắng cay đời đời kiếp kiếp. Lạ lắm chị Vân, dám nói này có hiểu không? Một người khi xả bỏ bao thân, A-di-đà Phật phóng quang lên tiếp độ, mình nói, Ngài ơi, Ngài chờ cho con gặp đứa cháu một chút, thì tức khắc tâm ý mình đã chuyển đổi. Quang minh của A-di-đà Phật biến mất. Ngài cũng không còn hiện ra trước mặt mình nữa. Vì sao? Vì Phật dạy tất cả đều do chính tâm nguyện của chị Vân thực hiện tất cả con đường giải thoát. Cũng do tâm nguyện của chị Vân hướng dẫn cho chị ở lại đây để tiếp tục làm bà, làm con, làm cháu, để mà làm tròn tình thân quyến thuộc. Rõ ràng tất cả đều do tay mình cả. Thì hiểu không? Phật hoàn toàn không chen chân vào cái đời tư của bất cứ một người nào. Phật chỉ mở ra con đường giải thoát cho tất cả mọi người đi. Hay mình đi con đường giải thoát, chứ Phật chứ Bồ Tát ủng hộ cho mình. Mình trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu thực sự mình đi con đường đó, không còn ai được quyền ngăn trở chị. Còn nếu mình nói là tôi quyết lòng làm tròn đạo nghĩa của một người bà, rồi một người chị, một người vợ, một người chồng, thì đây là cái quyền tự do của mình. Mình phải ở lại đây tiếp tục làm tiếp phận sự của những người gọi là tình thân quyến thuộc trong cõi ta bà vô thượng này. Chính vì thế mà nghe những lời này, chị Vân phải chú ý cho nhé. Đi về Tây Phương mình thành đạo. Ở đó mình có lục thông đấy. Về Tây Phương chỉ có thể biến thành là thập thông, mười thần thông vĩ đại của chư Phật đấy. Lúc đó hàng sát na một, từng giây một mình có thể gặp đứa cháu, gặp đứa con, gặp người chồng, gặp những bà con thân thuộc từ vô lượng kiếp của mình, chứ không phải một số bà con nhỏ nhỏ ít ít trong đời này đâu. Cho nên nếu chị ngộ ra như vậy thì muốn gặp đứa con, đừng mong đứa con đến gặp mình. Muốn gặp đứa cháu thì đừng mong đứa cháu gặp mình. Tại vì nó đến gặp mình rồi thì nó không phải trở về cái cõi của nó để lo học hành, mình cũng không gặp được. Có bắt điện thoại lên thì mình gặp một lần thôi, chứ sau khi để điện thoại xuống, nhiều khi mình nhắc điện thoại lên không được, cũng không gặp được cháu được. Nhưng thực sự nếu mình trở về Tây Phương, bất cứ giờ phút nào mình cũng có thể gặp người cháu, gặp người con. Trên cõi Tây Phương tuyệt vời vô cùng. Chị về Tây Phương rồi chị thấy ở tại cái xứ địa cầu này, một đứa cháu, một người thân muốn làm cái gì, muốn nghĩ cái gì, muốn nói cái gì, chị biết trước. Tuyệt vời như vậy. Cho nên nếu chị hiểu được câu này thì chị nhớ, nhớ đứa cháu phải lo niệm Phật, nhớ đứa con phải lo niệm Phật, nghĩ tới thân xác này, thương cho thân xác này bị ung thư tàn tạ, phải lo niệm Phật để chấm dứt cảnh đau này, mà trở về Tây Phương, nhất định thân thể của chị là thân kim cang bất hoại. Chị nhìn lên hình Phật ở bên trái của chị đi, cái sau lưng chị đó, chị coi đi, khi về Tây Phương rồi, cái thân thể của chị đẹp như thân Phật. Phật đã thề đàng hoàng, Phật thề rõ đời, khi một chúng sanh nào sanh về nước Ngài, nếu thân thể của người đó mà so với Ngài còn kém hơn, còn sơ xuất hơn, còn cao, còn thấp, còn móc, còn lùn, còn yếu, còn đuối hơn, nghĩa là thua Ngài một chút xíu nào, Ngài thề không thành Phật. Nếu mà lời thề này không thành tựu, Ngài nhất định không thành Phật.
Nhưng mà Ngài đã thành Phật rồi, thì khi chị về Tây Phương, thân thể của chị vàng óng ánh, có hào quang rực rỡ, thần thông đạo diệu phi thường, giống như một vị Phật. Nhớ không chị Vân, tất cả cha má ở trên đồng tu này, trên Zoom này, có nghe rõ lời gì ông nói không? Giống như toàn là trong kinh của Phật nói. Đúng như vậy đấy. Đến nỗi những người mà vãng sanh về Tây Phương, cái đồ bó, cái đồ hư, cái đồ liễn của những vị đó là cái thân xác này. Cái đồ bó của một vị vãng sanh vẫn tốt, vẫn đẹp. Có nhiều người tu hành khi ra đi rồi, cái thân xác của họ hàng năm trường sau vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Chứ vậy mới thấy cái sự vi diệu của Pháp niệm Phật. Vi diệu của Pháp Phật. Và biết được như vậy, chúng ta mới thấy là cái thân xác này hoàn toàn chỉ là giả tạo. Ở một năm thì mình nuôi nó một năm. Ở 50 năm thì mình phải tốn tiền, tốn bạc, tốn của nuôi nó 50 năm. Ở đến 90 năm mình càng khổ với nó 90 năm. Càng về lâu nó càng hành hạ mình tàn tạ, sau cùng nó cũng ung thư này ung thư nọ, nó bao đời mình muốn chết luôn, đúng không chị Vân? Nghe rõ ràng chưa? Như vậy thì không sợ bệnh này, không sợ chết này, không luyến lưu gì cả này, không còn tiếc thân cái thương cái thân này nữa, mà phải trái chê nó để mau mau trở về cõi Tây Phương hưởng lấy cái thanh gọi là tông thanh hư vô cực. Nhớ nhé chị Vân, chịu không chị Vân? Bà con trong gia đình mình có đồng ý với dự âm không? Tất cả đều yểm trợ cho Phật tử Thạch Thị Vân vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nhé, chịu không tất cả mọi người? A Di Đà Phật, nguyện cho gia đình tiếp tục nghe rõ từng lời nhắc nhở của ban hộ niệm. Nhớ nhé, không được sợ sệt những điều gì mình đã làm sơ suất, đã sai phạm với chúng sanh trong những thời gian quá khứ. Ví dụ như hồi trước mình giận ông xã, bây giờ mình không giận ông xã nữa thì được vỗ tay rồi đó, đúng không? Vỗ tay lên đây. Hồi trước mình mê muội phá 3-4 lần thai, đây là cái tội chướng của mình, tội chướng này làm sao trả được nếu còn ở tại đây. Chỉ có đi về Tây Phương thì tất cả những thai nhi mình phá này đều là con của một vị Đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương. Chẳng lẽ một vị Đại Bồ Tát thần thông vĩ đại như vậy mà cứu đứa con mình không được sao? Chính vì thế mà muốn cứu tất cả những ách nạn mình gây ra, lỗi lầm, tạo tội lỗi gì đó trong quá khứ, đều ở một điểm là mình có được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hay không? Vừa vãng sanh thì được tất cả, bù đắp tất cả. Không được vãng sanh thì mình chịu nạn vì những lỗi lầm của mình. Như vậy thì hỏi chị Vân, quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Quyết lòng không? Quyết lòng. Bà con trong gia đình ban hộ niệm có quyết lòng yểm trợ không? Nhất định nhé. Cầu nguyện cho tất cả chư vị trong Pháp giới hãy quyết lòng hỗ trợ cho những người quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Và đây cũng chính là lời khuyên cho chính mọi người chúng ta đang hiện hữu trong cảnh tâm tối đau khổ vô cùng. Mong chư vị đều ngộ ra con đường giải thoát tuyệt vời. 10 niệm tất sanh, nghe danh được độ. Hãy nghe câu A-di-đà Phật rõ ràng, thành tâm để đưa câu A-di-đà Phật vào tâm mình và nhất định
chúng mình là những người được độ thoát. Mong chư vị gặp cơ hội này, mau mau cùng niệm Phật, cùng được độ thoát ngay trong thời gian một bao thân này nhé chư vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mừng không chị Vân. A Di Đà Phật. Giỏi lắm, giỏi lắm. A Di Đà Phật. Chúng con thay mặt gia đình của bác Thập Thị Vân, thành tâm cảm niệm công đức là quý sư Duy Vong. Kính xin gia đình của bác ráng cố gắng nắm lấy những cái lời chỉ điểm của lão cư sĩ Duy Âm và hết lòng hỗ trợ cho bác, và nhớ cố gắng là hết lòng tin tưởng ban hộ niệm, làm theo những gì ban hộ niệm chia sẻ để giúp cho bác được vãng sanh trong đời này. Nam mô A Di Đà Phật. Và qua đây con cũng xin mạo muội qua cái khai thị của bác Thập Thị Vân, thì con cũng xin mạo muội chia sẻ lại qua cái ca hộ niệm của bà ngoại vợ con, đó là cụ Dương Thị Cúc, pháp danh Diệu Khánh, hôm cuối tháng 6 vừa qua. Thì qua cái tình trạng của cụ, lúc cụ mang bệnh trong một tháng, thì người cháu có hỏi cụ có nhớ con cái ở xa chưa về không? Thì cụ trả lời rằng đây là định mệnh, không cần phải về đâu. Thì hỏi cụ nữa, thì cụ có muốn là mời tất cả những người em của cụ đến để mà báo cho biết thăm viếng lần cuối không? Thì cụ cũng nói rằng không nên, vì họ đến là làm phiền và không có thời gian để niệm Phật đâu. Cụ chỉ muốn là niệm Phật và đi vãng sanh thôi. Đó là trong một tháng mà cụ làm được những điều này, và cụ tự quyết tâm. Cụ không muốn vướng bận tới những người thân con cái, mặc dù những người thân con cái rất mong mỏi là bay về Việt Nam để gặp cụ, và những người em của cụ ở gần cụ, nhưng cụ cũng không. Người chồng và người con ở trong nhà cụ cũng không nhắc đến. Cụ chỉ nói cụ chỉ muốn niệm Phật, cụ buông hết tất cả. Thì đây là những lời mà bà cụ sau đó ngày 30 tháng 6 vừa rồi, cụ ra đi để lại thoại tướng bất khả tư nghị, da vẻ tươi hồng, tóc thì chuyển qua thành màu vàng luôn, mặt mày tươi. Xin những lời chia sẻ này cũng xin chị Thập Thị Vân hoan hỷ buông xả hết tất cả, nghe lời lão cư sĩ Diệu Âm, quyết lòng niệm Phật. Nếu trong thời gian này chị có ra đi, con chị quyết lòng vãng sanh, để lại một cái niềm tin làm chứng minh cho pháp hộ niệm, cũng như làm niềm tin cho tất cả đại chúng trên đường Zoom này, hoan hỷ vui vẻ và tin tưởng vững chắc hơn về pháp vô niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.